Hino Motor Việt Nam đã tài trợ cho chương trình này. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay, MC Quỳnh Hương. Quỳnh Hương trân trọng chào đón quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Quỳnh Hương xin được thay mặt cho ekip thực hiện Bí mật gia đình kính chúc cho tất cả các y bác sĩ, các nhân viên y tế và tất cả những người đang hoạt động trong ngành y nói chung một ngày thật là ý nghĩa và tốt đẹp, và cầu chúc cho tất cả các cô chú và các anh chị sẽ giữ mãi được y đức của mình để mãi mãi vẫn giữ được hình ảnh lương y như từ mẫu trong lòng của tất cả mọi người. Và bây giờ thì ngày hôm nay các vị khách mời đến với trường quay của chúng ta cũng sẽ là những gương mặt rất đặc biệt, đó là ba gia đình của ba bác sĩ. Thế nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với một gương mặt đã trở nên rất quen thuộc với chúng ta qua chương trình này, đó là bé Xuân Nghi. Xin chào quý vị và các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp tiếp ba gương mặt, ba cậu bé rất đáng yêu, những người sẽ cùng đến đây trong trường quay ngày hôm nay để chia sẻ những bí mật rất đáng yêu này. Chào con. Chào cô. Con tên gì? Con có thể giới thiệu một chút cho tất cả mọi người được biết về con và gia đình con được không? Con tên là Phan Khôi Duy, học lớp 41, trường Lương Thế Vinh. Hôm nay con đến đây với mẹ con. Mẹ con tên là Lê Kim Huệ. Còn ba con tên là Phan Thoan. Vậy thì giữa ba với mẹ ai là hoạt động trong ngành y? Dạ mẹ con. À mẹ con. Vậy thì mẹ con đang làm ở đâu? Con có thể giới thiệu được không? Mẹ con đang làm ở trung tâm dinh dưỡng. À, đang làm ở trung tâm dinh dưỡng. Như vậy thì ngày hôm nay con đến đây chơi với mẹ của con đúng không nào? Dạ. Xin mời mẹ của em Khôi Duy. Chúng ta cùng làm quen với bạn chơi thứ hai. Chào con. Chào cô Quỳnh Hương. Con giới thiệu một chút về con và gia đình nào. Con tên là Văn Đình Khôi, học sinh lớp 3.1 trường quốc tế Việt Úc. Dạ, ba con tên là Văn Thanh Cường. Hiện giờ ba làm nghề kiến trúc sư. À, ba con là một kiến trúc sư. Dạ. Thế mẹ? Mẹ con là một bác sĩ. Việc ở đâu con? Dạ, thưa cô, làm việc ở trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. À, cũng là một bác sĩ của trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Bây giờ ngày hôm nay con đến đây chơi với mẹ đúng không nè? Dạ. Rồi, vậy thì xin mời mẹ của em Đình Khôi. Chúng ta còn quen với bạn chơi cuối cùng. Xuân Nghi à, cô Quỳnh Hương ngạc nhiên khi thấy là cả ba bạn chơi ngày hôm nay đều chọn màu vàng. Vì con thích màu vàng hay là mẹ con chọn đồ này cho con? Thưa cô, là mẹ con chọn đồ này cho con. Vậy hả? Con có phải là một chú bé ngoan mẹ chọn gì mặc đó không? Dạ. Rồi, cảm ơn con. Giới thiệu một chút về bản thân và gia đình của con đi. Dạ, con chào cô Quỳnh Hương. Con là Phạm Tuấn Minh. Năm nay con 9 tuổi, con học ở trường Nguyễn Đái Sơn, quận 3. Dạ, bố con là Phạm Tuấn Anh, bố con làm kỹ sư, mẹ con là Phan Thị Hiền Thu, mẹ con làm bác sĩ ở trung tâm dinh dưỡng. Vậy thì cả ngày hôm nay cả ba bạn chơi đều đến từ ba gia đình của trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. Cô Quỳnh Hương muốn hỏi con là nếu con là con của một bác sĩ thì điều đó có gì đặc biệt hơn so với là con của một ba mẹ bình thường? Cô Quỳnh Hương, nhà cô Quỳnh Hương không có ai làm ngành y, cô Quỳnh Hương muốn biết gì lắm á. Dạ, là học giỏi hơn. Học giỏi hơn hả? Vì sao lại nghĩ là học giỏi hơn? Ba mẹ khó hơn chăng? Khó hơn không? Dạ, không. Học, rồi, thôi được rồi, cô Quỳnh Hương hiểu. Chị Xuân Nghi mai mốt có muốn ước mơ làm một bác sĩ không? Dạ có. Cô Quỳnh Hương cũng muốn lắm, nhưng mà cô Quỳnh Hương học không được giỏi lắm môn toán hóa sinh. Giờ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chào đón mẹ của bạn Tuấn Minh nào. Xin mời mẹ của bạn Tuấn Minh. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình và vòng chơi đầu tiên. Quý vị và các bạn thân mến, ở vòng chơi này thì các bậc phụ huynh đã được vào trong để xoay aerobic và nghe nhạc hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì các em bé ở lại với trường quay cùng nhau vượt qua 3 câu hỏi. Sẽ có 2 câu hỏi có đáp án có sẵn, các bé sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với mẹ. Và một câu hỏi duy nhất là câu hỏi mở, các bé sẽ ghi được đến 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với mẹ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên, bắt đầu từ bé Khôi Duy. Con ơi, trong lớp con học có giỏi không? Dạ. Yeah.
Khá. Học khá, rồi. Như vậy thì sẽ có những lúc mà cô giáo của con cần đưa cái giấy mời phụ huynh vô họp lớp, đúng không nè? Tức là giữ liên lạc giữa phụ huynh với lại nhà trường thôi. Thì những lúc đó con sẽ như thế nào? Thứ nhất là em sẽ đưa cho ba em, thứ hai là em sẽ đưa cho mẹ em, còn thứ ba là em sẽ đưa cho cả hai luôn. Dạ, con đưa cho mẹ con. Cảm ơn con rất là nhiều. Chúng ta cùng đến với lại bạn Đình Khôi. Dạ, thưa con đưa cho cả hai. À, như vậy thì có khi nào ba đi họp với con, gọi là họp phụ huynh cho con không? Dạ. Khi mẹ bận đi làm việc rồi. Thì ba sẽ đi. Dạ. Như vậy con sẽ chọn là sẽ cho cả hai ha. Dạ. Cảm ơn con. Chúng ta cùng đến với lại ý của bạn Tuấn Minh nào. Con thì chọn sao? Dạ thưa cô, con chọn là con đưa cho mẹ con. Vậy hả? Con với mẹ thân nhau lắm à? Dạ không, bởi vì bố con là đi làm từ đầu tuần đến cuối tuần. À, bố con cuối tuần mới về nhà một lần ha. Dạ. Cô Quỳnh Hương hiểu rồi. Rồi, như vậy thì câu 1 đã trả lời xong. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi thứ 2, được bắt đầu từ bé Đình Khôi. Một cậu bé cho dù là khỏe mạnh đến mấy đi nữa, đôi khi cũng vẫn phải bị bệnh, phải không chị Xuân Nghi? Dạ đúng rồi. Lúc con bị bệnh thì con cảm thấy như thế nào hả Xuân Nghi? Con thấy rất là mệt mỏi và mình phải giữ được sức khỏe của mình thì là khó khăn. Đúng rồi, mình mệt mỏi lắm. Cô Quỳnh Hương hiểu. Cho nên câu hỏi của cô Quỳnh Hương là mỗi lần bị bệnh là con sợ nhất điều gì? À, thì cô là con sợ nhất là con không được đi học và gặp bạn bè. À, mỗi lần mà con bị bệnh thì con sợ nhất là không được đi học và gặp bạn bè. Dạ. Cảm ơn con. Còn bé Tuấn Minh, con nghĩ như thế nào? Dạ thưa cô, mỗi lần bị bệnh con sợ nhất là uống thuốc. À vậy hả? Con sợ nhất là uống thuốc. Vì sao con lại sợ uống thuốc? Dạ bởi vì đắng. Đắng, dạ, cô Quỳnh Hương hiểu. Chị Xuân Nghi có sợ uống thuốc không? Dạ có. Cô Quỳnh Hương không có sợ uống thuốc đâu. Cô Quỳnh Hương giỏi hơn con. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến của bạn Khôi Duy nào. Con thì sao? Con sợ nhất là điều gì mỗi lúc bị bệnh? Dạ, con sợ nhất là không được đi học, không được gặp bạn bè. Vậy đó hả? Con rất là thích đi học phải không? Dạ. Cảm ơn con. Chúng ta đến với câu hỏi thứ 3. Câu hỏi này được thể hiện dưới dạng video clip. Xin mời các bạn cùng nhìn lên màn hình. Con, con gái uống thuốc đi. Uống một lát nữa bác sĩ vô không thấy con hết bệnh, bác sĩ giúp con á nha. Thôi con chưa chết đâu. Trời ơi sao cái gì cũng không hết vậy? Uống thuốc giỏi thì mới mang hết bệnh được chứ con. Đúng rồi. Thì đưa cháu lên đây khám. Dạ đúng rồi, con ráng uống đi. Con mà không uống á, bệnh á là ốm nhom nhách à, giống như chú này vậy nè. Trời đất ơi, bỏ hết người đi cho sánh gì lấy đi ra cho, kỳ quá vậy. Không phải, xin lỗi anh, để tôi dụ nó uống thuốc vậy đó mà. Dạ, không sao. Ủa không ạ, anh bệnh gì mà sao ốm nhom nhách? Mới ngồi được ấy, bị lại. Không biết cái gì mà tào tháo ruột mấy ngày nay, rim mình mày hết trơn à. Vậy hả? Thôi con uống thuốc đi nha. Tại chị cho nó uống khó quá thì để tôi cho giùm cho. Ủa, được hả? Được, tôi có duyên nít lắm á. Dạ, anh cho nó uống giùm tôi cái nha. Uống cho con, uống giỡn cho con. Con muốn đồ đắng lắm. Đắng cái gì mà đắng? Thuốc nít rất có bột đường uống ngọt ngay hả? Đúng rồi. Con không tin phải không? Chú uống cho con coi nè. Đó, chú uống kìa. Đó, thấy không? Đâu có gì đắng đâu. Không đắng phải không? Đó, thấy không có gì hết. Không có đắng đúng không? Ờ, không có đắng. Nó tan nước đường. Uống viên nữa nè. Có 2 viên thôi mà con ráng đi nha. Được không? Được không? Con thấy chú uống giỏi không? Uống giỏi không? Đừng thấy con uống nha. Dạ. Trời ơi. Thuốc này. Thuốc gì? Thuốc nãy giờ cho cháu uống nè. Trời đất ơi, nãy giờ tôi tưởng đồ anh uống giả. Đâu có giả được. Mình dạy trẻ thơ cái gì mình phải làm gương, mà làm gương phải làm thiệt. Nó mới tin. Nha. Nhưng mà trời ơi, hết thuốc rồi. Hết trơn thuốc hả? Hết rồi. Mà thuốc gì vậy chị? Thuốc sổ. Trời ơi. Hôm nay á cháu nó đi không được. Trời ơi, thuốc sổ. Chết tôi rồi. Anh. Các bé ơi, khi bé bệnh, bé thường uống thuốc như thế nào? Thứ nhất, bé nhớ và tự uống thuốc thật ngoan. Thứ hai, ba mẹ nhắc và lấy thuốc cho bé. Còn thứ ba, bé không chịu uống thuốc. Như vậy là đã nhắc ngay đến cái điều mà Tuấn Minh sợ nhất khi mà bị bệnh đúng không nào? Đó là sợ uống thuốc. Cho nên câu hỏi này bắt đầu từ bé Tuấn Minh thôi.
Dạ thưa cô, là đáp án thứ hai. Đó là? Đó là ba mẹ nhắc và lấy thuốc cho con uống. Con không tự giác à? Dạ không. Con sợ đúng không? Cảm ơn con. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Khôi Duy. Con nghĩ sao Khôi Duy? Dạ, ba mẹ cũng nhắc con. Có vẻ như là không có bạn nào tự giác hết á chị Xuân Nghi ơi. Chị Xuân Nghi có tự giác uống thuốc không? Dạ, hình như con cũng giống mấy bạn thôi. Tại vì bản chất của tụi con sợ uống thuốc. Thôi, mai mốt mình lớn hơn một chút nữa mình tự uống thuốc. Chứ đâu có ai mà nhắc mình hoài được hả con ha? Dạ. Cảm ơn Khôi Duy. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Đinh Khôi nào. Em thưa con tự lấy thuốc uống. Giỏi quá, chừng giỏi luôn vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà nói thiệt vậy hay là có làm thiệt vậy không? Dạ có, làm vài lần thôi cô. Làm vài lần rồi hả? Giỏi quá, cho bắt tay cái đi nè. Rồi, chúc mừng con. Như vậy thì cả ba câu hỏi đều đã được trả lời xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ba người mẹ trở lại với trường quay. Câu hỏi đầu tiên xin bắt đầu từ mẹ Kim Huệ ạ. Thưa chị Kim Huệ, mỗi lần mà giáo viên trong lớp, giáo viên chủ nhiệm mà đưa giấy mời họp phụ huynh cho con để con đem về nhà cho gia đình đó, thì theo chị thì con sẽ đưa cho ai thường xuyên hơn? Thứ nhất là đưa cho cả ba lẫn mẹ, thứ hai là đưa cho mẹ và thứ ba là đưa cho ba. Mời chị. Thông thường thì mỗi khi mà có giấy mời họp phụ huynh thì cháu hay đưa cho cả ba lẫn mẹ. Thế à? Cô Bình Hương thấy con cười tủm tỉm đó. Hồi nãy con nói rằng là con thường hay đưa cho mẹ nhiều hơn. Và như vậy chưa trùng khớp ý kiến của nhau rồi và chưa ghi được 50 điểm đầu tiên. Mình sẽ đến với lại mẹ Yến Thủy ạ. Xin được mời mẹ. Theo tôi thì thường á, em con về thì nó sẽ đưa cho cái thư mời cho mẹ xem trước và sẽ đưa cho mẹ xem sau. Tức là đưa cho mẹ trước rồi đưa cho ba sau, có nghĩa là sẽ đưa cho mẹ và ba đúng không ạ? Dạ. Thực ra thì bản chất vấn đề nó không khác nhau mấy, tuy nhiên cách chọn của mẹ nó khác với cách chọn của con. Con nói rằng là con đưa cho cả ba lẫn mẹ, cho nên là hai mẹ con lại chưa ghi được điểm cho câu hỏi đầu tiên. Tiếc nha. Không sao không sao, bây giờ sẽ là ý kiến của mẹ Hiền Thu ạ. Tôi thì tự tin là chọn là con sẽ nói là đưa cho mẹ trước. Vì sao chị lại nghĩ như vậy ạ? Tại vì ba cháu thì thường vắng nhà hơn. Chính xác là ba cháu thường đi làm từ đầu tuần tới cuối tuần mới về đúng không ạ? Chiều tối thứ sáu thường ba mới về rồi đến sáng thứ hai lại đi làm ạ. Đây là một câu trả lời trùng khớp, 50 điểm dành cho gia đình của mình. Chúc mừng. Câu hỏi thứ hai xin bắt đầu từ mẹ Yến Thủy ạ. Thưa chị, cho dù con trai của chúng ta cũng lớp 4 hết trơn rồi, nhưng mà các cậu cũng còn bé lắm. Đôi khi bị bệnh thì cũng nhõng nhẽo và cũng sợ cái này cái kia. Như vậy thì theo chị, con trai của chị khi bị bệnh sợ nhất điều gì? Dạ, khi bị bệnh thì Khôi thường sợ đi đưa vô bệnh viện. Dạ. Khôi sợ bị đưa vô bệnh viện. Khôi đã từng bị đưa vô bệnh viện lần nào chưa ạ? Dạ, cũng có vài lần ạ. Cũng có vài lần rồi. Có một điều Khôi còn sợ hơn nữa. Đó là gì con? Con nói cho mẹ nghe đi. Dạ thưa cô, làm con sợ không được đi tới trường chơi với bạn bè. Đó, thấy chưa, cái còn chuyện đi bệnh viện đâu phải lúc nào cũng đi, đúng không mẹ? Không sao, mẹ không có lỗi trong chuyện này. Tuy nhiên hai ý kiến chưa trùng khớp cho nên cũng chưa ghi được điểm luôn. Xin mời mẹ Hiền Thu. Bé Tuấn Minh thì tôi nghĩ khi bị bệnh là bé sợ nhất uống thuốc. À, vì sao ạ? Tại vì bé uống thuốc rất là khó. Nhất là thuốc viên là bé nuốt không có được đâu, hay nhợn ói lắm. Thấy mặt có vẻ anh dũng như vậy mà sợ uống thuốc. Leo leo con. Nhưng mà trong trường hợp này cái leo leo đó cũng có giá trị, tại vì nó sẽ đem đến cho con 100 điểm. Chúc mừng con. Xin được hỏi ý kiến của mẹ Kim Huệ. Mỗi lần khi cháu bị bệnh thì cháu rất là sợ đi bệnh viện, sợ gặp bác sĩ và sợ chích thuốc. Chị kể tới ba món luôn. Mà có một điều con trai chị sợ hơn mà hồi nãy cũng giống y như mẹ Yến Thủy là chị không nhớ ra, đó là sợ không được đi học và không được gặp bạn bè, cho nên vẫn chưa ghi được điểm cho câu hỏi này. Chúng ta còn câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này bắt đầu từ mẹ Hiền Thu. Ban nãy câu này được thể hiện dưới dạng một video clip, nhưng bây giờ nội dung của nó như thế này. Quỳnh Hương xin được nói lại. Khi bị bệnh thì con thường uống thuốc như thế nào?
Thứ nhất là con sẽ không chịu uống thuốc luôn. Thứ hai là con sẽ nhớ và tự uống thuốc một cách ngoan ngoãn. Và thứ ba là ba mẹ nhắc và lấy thuốc cho con uống thì con uống. Bé Tuấn Minh là phải đợi ba mẹ nhắc rồi lấy thuốc, tức là đáp án C đấy ạ. Chứ không có tự lấy thuốc uống đâu. Nhìn xem con đang cười kìa, 50 điểm nữa dành cho gia đình của con, chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của mẹ Kim Huệ. Mỗi khi cháu bệnh thì thường cha mẹ là hay nhắc cháu uống thuốc. Chuyện nhắc uống thuốc đâu có hay gì đâu mà con cười dữ vậy. Có phải là bởi vì là con đã thấy rằng là đáp án trùng khớp đúng không? 50 điểm dành cho gia đình của con, chúc mừng. Xin được mời mẹ Yến Thủy. Dạ, thông thường thì khi khôi bệnh á, thì là thường mẹ đưa thuốc cho con uống. Nhưng mà con có vài lần con tự uống thuốc không con? Dạ, cũng có khi là con tự uống thuốc ạ. Cho nên là con lại chỉ nhớ những cái lần con tự con uống thuốc thôi. Còn mấy lần mà mẹ đưa thì thôi con quên. Cho nên đó là cũng lại một lần nữa trong trường hợp này chưa trùng khớp và chưa ghi được điểm. Kết thúc vòng chơi đầu tiên, chúng ta sẽ nghe bé Xuân Nghi công bố số điểm của cả ba gia đình. Kết thúc vòng thi thứ nhất, gia đình bé Đình Khôi chưa đi được điểm nào. Gia đình bé Khôi Duy ghi được 50 điểm. Và gia đình bé Tuấn Minh ghi được 200 điểm. Xin chúc mừng cả ba gia đình. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình và vòng chơi thứ hai. Ở vòng chơi này thì đến lượt các cậu bé đã được vào trong xem truyện tranh, nghe nhạc và chơi với chị Xuân Nghi, hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì ba người mẹ ở lại với trường quay cùng nhau vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi mở, mỗi câu sẽ đem đến cho mẹ 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con của mình. Và một câu duy nhất có đáp án có sẵn, mẹ sẽ chọn một trong ba và sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con. Và bây giờ chúng ta bắt đầu câu hỏi đầu tiên từ mẹ Kim Huệ. Thưa chị, tất cả chúng ta đều biết là ngành y là một nghề rất là được xã hội tôn trọng. Nhưng bây giờ chị hãy thử đặt mình vào vị trí của bé. Cái cách cảm nhận của bé thì vì sao bác sĩ được mọi người tôn trọng? Xin mời mẹ Kim Huệ. Theo cháu nghĩ thì bác sĩ được mọi người tôn trọng bởi vì bác sĩ chữa bệnh được cho mọi người. Chữa bệnh cho mọi người. Cảm ơn chị. Mời mẹ Yến Thủy. Tôi nghĩ là con sẽ nghĩ là mọi người tôn trọng cái ngành y là tại vì mẹ chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Dạ rồi, xin mời mẹ Hiền Thu. Vì sao chị là cười có vẻ thú vị thế ạ? Tại vì tôi nghĩ là bé Tuấn Minh thì có thể sẽ nghĩ rất đơn giản là bởi vì là bác sĩ thì giỏi. Bởi vì bé rất là gọi là tôn sùng mẹ. Bác sĩ thì giỏi. Ban nãy trong cái phần tâm sự đầu tiên thì cháu cũng có nói là con bác sĩ thì học giỏi hơn bình thường. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này thì liên quan tới đời thường thôi và bắt đầu từ mẹ Yến Thủy nha. Câu hỏi cũng không khó lắm. Khi ba mẹ mua sắm cho bé cái gì đó thì bé thường cảm thấy như thế nào nha? Thứ nhất là bé sẽ cảm thấy hài lòng vì ba mẹ mua đúng ý thích của bé. Thứ hai là bé sẽ không được vui lắm bởi vì ba mẹ mua không đúng ý thích cho bé lắm. Và thứ ba là bé thấy bình thường, không có cảm thấy gì hết. Khi mà mình mua một món quà nào cho bé thì bé thường rất là vui mừng. Chọn đáp án A. Dạ rồi. Thấy cháu có thể vui mừng với tất cả những món gì mà ba mẹ mua chứ ạ? Dạ vâng, vâng. Dạ cảm ơn chị. Mời mẹ Hiền Thu. Dạ, bé Tuấn Minh cũng thường là rất vui mừng trước những món quà của ba mẹ mua. Bởi vì thường thì mình cũng đã nắm được cái ý là bé thích cái gì rồi mới mua. Dạ, dạ. Đúng rồi, cảm ơn chị. Mời mẹ Kim Huệ. Mỗi khi mua một cái phần quà cho cháu mà nếu mà đúng ý thích thì cháu mới vui mừng. Còn không đúng ý thích thì là không được vui lắm. Như vậy hơi khó nghĩ ha. Như vậy thì mình sẽ phải chọn giữa cái ý là vui mừng và hài lòng vì là mua đúng ý thích. Thứ hai là không được vui lắm. Vậy thì chị sẽ chọn một trong hai đi. Vui mừng khi mà chọn đúng ý thích. Dạ, cảm ơn chị. Như vậy thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba, bắt đầu từ mẹ Hiền Thu. Các cậu cục cưng nhà mình đó, mỗi khi bị bệnh thì sẽ thèm ăn nhất là món gì ạ? Bé Tuấn Minh mỗi khi bị bệnh thích ăn cháo. Ăn cháo? Cháo gì ạ? Thường thường thì ở nhà hay nấu cháo thịt hoặc là cháo gà, đậu xanh. Nhưng nói chung thì là cháo. Dạ, rồi. Thèm ăn nhất chứ không phải là bị bắt ăn nha chị dạ, nha. Dạ, thèm ăn cháo. Rồi, cảm ơn chị. Xin mời mẹ Kim Huệ.
mỗi khi cháu bị bệnh thì cháu lại không thích ăn cháo. Yeah. Nhưng mà bình thường là tại cháu lại thích ăn cơm sườn. Wow. Món này nghe cũng thú vị nhưng mà hơi khó tiêu. Đúng là đặc biệt là với một cậu bé đang bị ốm đúng không ạ? Cảm ơn chị. Mời mẹ Yến Thủy ạ. À, Khôi lại đặc biệt rất là thích ăn cơm tấm. À, bị ốm là sẽ được ăn cơm tấm. Wow, cũng ngạc nhiên quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ba cậu bé trở lại với trường quay. Cô Quỳnh Hương muốn bắt đầu câu đầu tiên với bạn Khôi Duy. Theo con thì vì sao bác sĩ được mọi người tôn trọng thế con? Dạ, tại vì bác sĩ đã chữa bệnh cho mấy người khác. Bác sĩ chữa bệnh cho mấy người khác và 100 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng con. Chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn Đình Khôi nào. Dạ. Con nghĩ như thế nào? Dạ thưa cô, con cũng nghĩ giống bạn kia. Tức là chữa bệnh cho người khác rồi sao? Dạ. Nữa con? Dạ. Nói chung là chăm sóc sức khỏe phải không nè? Dạ. Ý, rồi dạ mừng quá đi. Ý của con với ý của mẹ con á, tuy rằng hai cái lời nó chưa có trùng khớp nhưng thực ra ý nghĩa là một. Và như vậy cô Quỳnh Hương quyết định tặng cho gia đình con 100 điểm. Chúc mừng con. Chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của bạn Tuấn Minh nào. Dạ thưa cô là mọi người quý bác sĩ bởi vì bác sĩ đã chữa bệnh cho mọi người. Nhưng mà hồi nãy mẹ lại chưa có nghĩ được như con. Mẹ nói là người ta tôn trọng bác sĩ theo ý của con á thì là vì bác sĩ giỏi. Bác sĩ giỏi đúng. Bác sĩ còn được tôn trọng bởi vì là chăm sóc và chữa bệnh cho mọi người nữa đúng không con? Cho đúng. Nên chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Đình Khôi. Khi mà cha mẹ mua cho con một món gì đó thì thường thường con cảm thấy như thế nào? Thứ nhất con thấy bình thường, không cảm thấy gì hết. Thứ hai là con sẽ cảm thấy hài lòng vì ba mẹ đã đoán đúng ý thích của con và mua được đúng cái đồ con mong ước. Thứ ba là con sẽ không được vui lắm vì ba mẹ mua không có đúng ý thích của con. À, cô, con sẽ rất vui vì ba mẹ chăm sóc bên con. Đúng rồi, nhưng mà cái món mà gần đây nhất mà ba mẹ đã đoán đúng ý con mua cho con là món gì vậy? Dạ, món gà rán. Là món gà rán. Ồ, thú vị quá. Cô Quỳnh Hương tưởng con siêu nhân chứ. 50 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng con. Tuấn Minh, con thì như thế nào? Dạ thưa cô là con cảm thấy hài lòng vì bố mẹ đã đoán đúng món con thích. Luôn luôn hay là thi thoảng thôi? Dạ luôn luôn. Ví dụ như là món gì nè? Là bộ đồ chơi game. Bộ đồ chơi game cho con đúng không? Là bởi vì hồi nãy mẹ có thổ lộ với cô Quỳnh Hương là bởi vì ba mẹ phải đoán được trước là con thích cái gì thì mới đi mua. Cho nên là luôn luôn đúng ý con là đúng rồi. 50 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng con. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Khôi Duy nào. Còn con thì chọn sao? Dạ con hài lòng. Con cũng hài lòng hả? Đôi khi mà không đoán đúng thì con cũng hơi buồn buồn chút xíu thôi đúng không con? Dạ. Nãy mẹ nói vậy đó. Nhưng rốt cục thì mẹ nói là nhưng hầu hết tất cả các trường hợp con cảm thấy hài lòng. Cho nên 50 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng con. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Đây là câu hỏi quyết định. Việc này dễ thôi. Các con sẽ không cần phải quan tâm gì hết. Cứ nhớ trong đầu là khi bị bệnh thì các con sẽ thèm món gì nhất. Xin bắt đầu câu hỏi này với bé Tuấn Minh. Thưa cô, khi bị bệnh con thích ăn cháo nhất. Con thích ăn cháo nhất. Cô tưởng đâu là khi bị bệnh là mình ăn cháo mình buồn lắm chứ. Con thích cháo gì? Dạ con thích cháo gà. Cháo gà nấu đậu xanh đúng không? Dạ. Có đậu xanh không có đậu xanh gì cũng quan trọng. Cái quan trọng là chuyện cháo đã ghi được cho con 100 điểm. Chúc mừng con. Ý kiến của bạn Khôi Duy thì như thế nào nào? Con thích ăn gì? Dạ con thích ăn cháo. Con cũng thích ăn cháo nữa hả? Chứ không phải bị bắt ăn cháo hả? Không. Ăn cháo gì nè? Dạ cháo cá. Cháo cá. Ai nấu cho con hay là mình đi mua về mình ăn? Mẹ con. Mẹ nấu cho con ha.
Vậy thì lần sau, không, cô Quỳnh Hương không có chúc cho con bệnh đâu. Nhưng mà lỡ lần sau mà có bệnh thì nhớ nói mẹ nấu cháo cá con ăn nữa ha. Chứ mẹ không có biết con thích ăn cháo đâu, mẹ tưởng là ép con ăn đó. Còn mẹ nói là con sẽ thích ăn cơm sườn, đúng không? Không, thực ra mình bệnh mình ăn cháo cá đúng hơn là mình thích ăn cơm sườn. Cô Quỳnh Hương ủng hộ con, nhưng mà chưa có trùng khớp ý kiến cho nên là chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Ý kiến của bạn Đình Khôi thì như thế nào? Dạ thưa cô, là con thích ăn rau quả. Ăn rau quả hả? Dạ. Vì sao con lại thích ăn rau quả mỗi khi con bị bệnh? Dạ tại vì nó có những chất tốt. Đúng rồi. Ví dụ như ăn cam nè, nó có vitamin C giúp cho mình khỏe đúng không con? Dạ. Đúng rồi. Nhưng bên cạnh đó sẽ có những món khác mà con cũng thích nữa mà con chưa kể. Cô kể ra cái đúng liền á. Cơm tấm đúng không? Dạ. Ừ, vậy sao nãy em chịu kể? Quên. Ghi chỗ quên đó thôi, cho nên con sẽ chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này nha. Kết thúc cả hai vòng chơi, chúng ta sẽ nghe bé Xuân Nghi công bố số điểm của ba gia đình. Kết thúc cả hai vòng thi, gia đình bé Đình Khôi ghi được 150 điểm. Gia đình bé Khôi Duy ghi được 200 điểm. Như vậy cả hai gia đình sẽ rời khỏi cuộc chơi và mỗi gia đình sẽ nhận được 1.500.000 đồng tiền thưởng. Riêng gia đình bé Tuấn Minh ghi được 350 điểm sẽ nhận được 2 triệu đồng tiền thưởng và bước vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng gia đình em. Mỗi gia đình khi đến đây chơi ngày hôm nay sẽ nhận được một giỏ quà từ phía nhãn hàng Achi Ngon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngoài ra thì chú heo Achi Ngon dễ thương này cũng sẽ theo chân các bạn nhỏ về nhà. Cảm ơn cả ba gia đình đã đến đây chơi ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đặc biệt. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là các môn của bé Tuấn Minh sẽ chọn những môn thể thao nào con thích hơn, đặt ở ô số 1, số 2 và số 3. Còn những môn thể thao nào mà em không thích bằng thì em để ở ô số 4 và số 5. Trong khi mà em để xong hết tất cả các ô rồi thì em sẽ chạy lên kia và dùng những hành động cử chỉ của mình diễn tả cho mẹ biết để mẹ sửa mấy cái ô sai trên đây. Nhớ chưa? Như vậy thì cứ một ô hình giống nhau, hai mẹ con sẽ ghi được 500.000 đồng tiền thưởng. Hai ô hình giống nhau là 1 triệu đồng. Ba ô hình giống nhau 1.500.000 đồng. Bốn ô hình giống nhau, điều đó đã có nghĩa là toàn bộ số hình giống nhau và sẽ ghi được đến 5 triệu đồng tiền thưởng. Chúc cho hai mẹ con may mắn nè. Bây giờ thì chị Xuân Nghi sẽ cho em một bộ và mẹ một bộ. Con sẽ xem qua tất cả các... Đây, đây. Xem qua. Dạ, qua kia đi ạ. Và xem đi, qua đi, cả 5 hình ảnh đi ạ. Dạ. 1, 2, 3, bắt đầu. Thôi không kịp rồi. Bé thích nhất là môn giống như là môn bóng lộn ý rồi. Vâng. Thứ ba. Thôi rồi rồi. Rồi rồi. Và chưa ghi được một điểm nào. Thật là đáng tiếc. Không sao, như vậy thì cả nhà của chúng ta cũng sẽ có thể nhận được 2 triệu đồng tiền thưởng từ hai vòng chơi trước. Và ngoài ra... Và một chiếc áo có chữ bí mật gia đình, chương trình sẽ dành tặng cho em và hai bạn cùng chơi. Không sao, đừng buồn nhé. Xin mời cả ba gia đình cùng trở vào và để chào tạm biệt khán giả. Và các bạn thân mến, chương trình bí mật gia đình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Achi Ngon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Con còn nhỏ hơn, đi học hơn, chưa đi làm.
Trời, nhưng con có thể đỡ đần được mẹ phải không nè? Dạ đây ông xã, biết em là thích mua sắm. Con có biết ngày 8 tháng 3 là ngày gì không? Dạ với cô Quỳnh Hương con biết. Dạ xin lỗi bà xã. Tặng dầu thơm cho mẹ. Ây da, tặng dầu thơm cho mẹ đó. Trong ngày 8 tháng 3 thấy mẹ đẹp hơn. Chở hai mẹ con đi chơi. À, vậy ha, cũng chở mẹ con đi chơi. Nếu như mình đang giận thì sao mình chịu đi chơi được. Mà cũng đi đúng không ạ?